Rồi Cường xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay Cường đi bắt ong với anh Cường nha cả nhà. Đây kim kim long miền Tây chuyên về bẫy chim nha. Hiểu ong này nè cả nhà. Đợt này Cường có cắt một lần rồi, đợt này lần thứ hai. Khủng hoảng không? Cả nhà thấy không? Đây Cường zoom lại cho cả nhà xem. Nó cả nhà thấy không? Hết biết cái ổ ong luôn rồi cả nhà ơi. Bắt đầu Cường cắt không có mật nha, đợt này không biết như thế nào đây. Rồi Cường mời cả nhà đón xem Cường hút ong luôn nha. Rồi ổ này Cường lên hút cả nhà. Này cho chú Cường xả hơi một bữa em leo kiết, leo cái hết nổi. Tay chân chạy banh hết trơn. Thôi để anh leo khỏi. Em leo lên nè, giờ anh chồng đầu đi leo theo làm sao. Chắc hứng đạn quá. Lụm. Rồi cầm đâu đi. Ổ này cây cũng thấp rồi cả nhà ơi. Cường leo lên nha cả nhà. Con ong này cả nhà thấy không? Nói chung là cũng thấp mà. Lần trước Cường hốt một lần được rất yếu. Cả tháng mấy ngày nay Cường mới ghé vô lại. Làm gì? Rồi theo lên nha cả nhà. Con cây xài. Nhà theo ông không? Khủng hoảng không? Ô, cục mặt quá đã. Do luôn. Cho nó có khói cái nha cả nhà. Thôi ôi, cục mặt quá đã cả nhà ơi. Chú Cường đứng dưới rồi, hai người rồi. Quá đã rồi. Nhà thấy cục mặt không? Hình dung luôn. Còn sâu nữa nha. Cắt quá sâu. Còn ông nó đóng lại. Đây sâu lên. Con nào cũng lấy mập như con heo rồi, sâu. Quá đã cục mặt luôn. Chắc cỡ lít rưỡi ạ, lít rưỡi. Quá trời cục mặt chấm vôi đẹp. Như đây nè.
ổ quá bự luôn. Sửa sơ sơ lại nó nghe cái nhà. Rồi, ngon lành. Tạm thời là vậy đi. Hả? Sửa dây. Sửa dây được chưa? Im ha. Sâu không có bóc sâu cái hết trơn rồi. Đặt trước còn cách cửa ổ này có đường yếu nửa lít. Đợt này vô mật làm đã quá đã nha. Cây cũng dễ leo rồi nha. Dây leo không. Nó đòi nó quay về. Ổ vậy mà không chịu leo lên bắt. Hồi nãy cứ đòi quay. Xích lắng đi. Chụm đầu nhìn cái cân dữ vậy. Để dành bác đói bụng ăn. Dầu bánh mì ăn. Có lý à. Lát mình dầu bánh mì thêm một miếng mật ong cho là ăn. Mật này nha cả nhà. Cái dồi quá đẹp luôn. Ông này đợt sau còn lụm được đợt nữa vậy. Đi đi. Đi đi. Đi đây cái ngồi đi đấy. Rồi mật cái này nghe cả nhà. Mật chấm vôi nha. Nè cả nhà thấy không? Đẹp lắm. Nói chung anh em nào có cần thì cứ liên hệ Cường. Cường để số điện thoại với phần bình luận á. Anh em nào muốn mua nguyên cục thì Cường sẽ bán nguyên cục nha. Cái đó mình cân ký. Rồi Cường xin kết thúc video luôn nha. Anh em xem video hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ Cường cả nhà. Còn anh em nào thích cái này nè thì liên hệ luôn nha. Anh em mình đem về câu cá. Đồ lụm. Cái gô pha tiêu nha. Đây kim long miền Tây nha cả nhà. Là chuyên về bẫy chim. Anh em nào thích thì nhấp vô kim long miền Tây là có những cái clip chim bẫy quất của ảnh nè. Chim, cu quất, đồ ong đồ, rắn đồ. Đủ thứ hết. Tóm lại nguyên tập đoàn anh em của mình đông lắm. Rồi, mình xin kết thúc video nha.